cầu dây văng cao nhất vùng Tây Nam Bộ hoàn thành cuối năm nay, cùng vượt sông Tiền nối đôi bờ tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, công trình cầu Mỹ Thuận 2 nằm song song và cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu khoảng 350 m về phía thượng nguồn. Công trình hiện đạt 80% tổng khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay. Đây là một trong những dự án thành phần của dự án đường của cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1, đóng vai trò kết nối giao thông các tỉnh miền Tây Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Mỹ Thuận 2 có 5 gói thầu xây lắp. Đến nay, phần đường dẫn đã cơ bản hoàn thành, khối lượng đạt hơn 80%. Các nhà thầu đang tập trung thi công phần nhịp biên và nhịp chính. Đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 phía tỉnh Tiền Giang qua địa bàn hai xã An Hữu và Hòa Hưng có tổng chiều dài 4,3 km, phần còn lại bờ Vĩnh Long dài 0,4 km. Ông Phan Văn Quân, chỉ huy trưởng nhà thầu Trung Nam E và C, cho biết đơn vị phụ trách thi công trụ tháp T16, nhịp biên bờ Vĩnh Long. Hiện nhà thầu đã hoàn tất thi công trụ tháp và chóp đỉnh. Giữa tháng 7, nhịp biên phía bờ Vĩnh Long sẽ được hợp long, ông Phan Văn Quân nói. Trong khi đó, theo kế hoạch của Ban Quản lý Dự án, tháng 11 sẽ hợp long nhịp chính giữa sông để nối thông đôi bờ sông Tiền. Nhịp biên cầu đang trong quá trình hoàn tất đúc dầm theo chu trình. Hiểu nôm na cứ 13 ngày, cầu dài ra thêm 11 mét, tương đương trung bình mỗi ngày 1 mét, ông Phan Văn Quân cho hay. Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án cầu dây văng có quy mô lớn, phức tạp với nhịp chính dây văng dài 650 mét, hai trụ tháp cao hơn 125 mét. Bước vào giai đoạn chạy nước rút, công trình mỗi ngày duy trì 3 ca luân phiên liên tục. Công nhân phải thi công xuyên đêm để kịp hợp long nhịp biên trong tháng 7 và hợp long nhịp giữa vào tháng 11. Trong tương lai, dự án kết nối hai đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận, Cần Thơ để hoàn thiện tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ theo quy hoạch, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, công trình còn giảm tải áp lực giao thông cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và quốc lộ 1A.